Rồi, test nhẹ chiếc suốt mới làm một khuôn thái bên độ xe 15. Đó, bao nhẹ nhàng cho anh em. À, con này là suốt FI nha, chủ xe yêu cầu là làm cái nồi thái độ mà, độ mặt. Rồi, chào anh em suốt FI nha. Giới thiệu với anh em là cấu hình làm cái nồi thái độ chủ xe. Xe này chủ xe yêu cầu là làm cái nồi cho bốc mạnh ha. Thì em sẽ lên full cho anh em luôn. Đó. Thì cấu hình thì cái nồi cũ xe có làm rồi nha, mọi người tuột nồi ha. Chuông bị sọc chuông nè, và chuông này có dốc hết rồi ha. Sọc chuông rất nhiều nè. Đó, anh em coi kỹ nha. Đó, ở trong nha ha, sọc chuông nha. Bố thì bị dạng là mòn chai và lì bố nè. Đó. Phần cái bố nồi sau thì dạng là mòn hết rồi, không còn đồ bác đó. Tuột nồi, lì nồi và hao xăng nha. Sắt bị mòn nhẵn nè. Đó. Rồi, cái phần lò xo bị lúng xẹp xuống nha. Thì em sẽ đi lại cho chủ xe combo là phun nguyên bộ nồi bố thái nha. Bố làm đi là đi bố bạn lớn nè. Combo gồm có là bốn bố dinh thái bạn lớn nè. 1 2 3 4 ha. Bốn bố dinh thái bố thái nha. Đó. Sắt dinh thái luôn. Combo là ba lá nè, trắng mịn phun mới nha. Đó, trắng đẹp. 1 2 3. Em đi sắt dinh thái cho bền nha, không đi sắt lô ha. Đó, sắt dinh mịn chủ xe không có lỗ nha. Rồi, phần cái chuông làm là chủ xe là một cái chuông nồi mới nè, bao đẹp cho anh em không bị sọc xước nha. Đi lại cho anh em là ba bố mới nè. Đó, 1 2 3 phun mới cho anh em luôn nha. Đó. Anh em suốt FI mà muốn làm có mình cái nồi thái độ mạnh thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em là chuyên làm nồi dinh nồi độ cho anh em chạy mạnh bốc và tiết kiệm xăng. Rồi, chào anh em suốt FI. Rồi, chào anh em suốt nha. Giới thiệu với anh em có mình ráp bộ nồi thái độ. Đầu tiên em sẽ cho phần cái nồi bố bắc càng vô. Tới phần cái chuông nồi ha. Tới phần cái ác nồi nha. Phần cái automatic thì em đã lắp phần xong nha. Lắp xong phần cái bộ chuông rồi. Đó, tiến hành cho lồng đền nồi trước, tán nồi trước vô. Rồi tiến hành cho phần cái bộ chuồng heo nồi sau vô. Tới cái lồng đền chặn đế nha anh em ha. Đó, lồng đền phe chặn đế nha. Này là phe trong nha anh em ha. Rồi em tiến hành là cho phần cái lồng đền chặn phe với tán nồi sau vô. Đó, đế nồi đã bỏ vô ha. Rồi, em tiến hành là bắn cái nồi trước nồi sau nha. Bắn nồi trước nồi sau em lắc kê lại phần cái lồng đền chặn đế nồi sau. Rồi, tiến hành là tới phần cái lá sắt nha. Sắt này nó sẽ có phần cái lò xo nhỏ nha, anh em để ba lò xo nhỏ vô luôn. Đó, tới phần cái lá bố. Anh em lưu ý lắp đúng chiều ha, chiều côn nằm trong còn cái chiều bén nằm ngoài nha anh em. Rồi, tiếp theo là lá bố nè. Rồi tới sắt nữa. Cái sắt này thì anh em lưu ý là chặn lại phần lò xo nhỏ nha. Đó, nó có đồ bung cho anh em ha. Lắp ráp lại đúng phiên bản cho anh em luôn. Cấu hình đi nồi dinh thái làm phiên bản độ nha. Đó. Chạy đớt bốc, phiên bản này thì vừa bốc vừa bền nha. Còn anh em yêu cầu có hình bền vô địch đó thì anh em đi có hình nồi dinh thái cũng bóc và rất bền nha. Rồi tiến hành cho bốn lò xo nồi thái vô. Đó, lò xo này là phiên bản của thằng Racing nha. Rồi em tiến hành cho bốn lò xo vô. Lò xo thì nó có hai chiều ha, anh em để chiều lớn nằm trong nha, còn cái chiều nhỏ nằm ngoài. Em tiến hành là siết đều bốn con tán, siết bốn lò xo. Thì đầu tiên em sẽ định tâm cái lò xo nồi trước nha. Đó, bên em làm sẽ định tâm lò xo nồi cho anh em để cắt côn cho ngọt nha. Cắt côn rất là nhẹ nha. Đó, bộ nồi thái nhưng mà cắt côn rất là nhẹ, tại vì bên em làm là đúng chuẩn nha, đúng kỹ thuật cho anh em. Rồi em tiến hành siết đều bốn con và em siết từ từ từng con một, và nguyên tắc sẽ siết đối chiếu nhau, con này sẽ đối chiếu con kia nha anh em. Rồi sau khi mà siết xong bốn cái lò xo, em sẽ tiến hành là chỉnh nồi và ốp lốc nồi và test cho anh em ha. Có bình nồi thái và chiếc suốt FI nha. Rồi test nhẹ chiếc suốt mới làm một khuôn thái bên độ xe 15. Đó, bao nhẹ nhàng cho anh em. Con này là suốt FI nha, chủ xe yêu cầu là làm cái nồi thái độ mà độ mạnh cho chủ xe, chạy bốc giọt ha, êm bền nhẹ nha. Đó, em làm mà phun một bộ nồi thái độ luôn, quá giọt bốc ha. Đó, ngon là cành đào chủ xe. Anh em mà muốn làm cái bộ nồi thái độ thì ghé bên độ xe Việt Nam nha. Bên em thì chuyên làm nồi thái cho dòng suốt nè. Đó, suốt thường suốt FI mình nhận ha. Đó, nhẹ nhàng nhích lên thôi, có mình là phun bộ thái nha, nhích lên ha, quá đã. Đó, phun bộ nồi thái dòng suốt nha, êm ru nhẹ nhàng nha anh em. Đó, em làm mà phun cả hai nồi luôn, cả nồi trước nồi sau. Thay cho chủ xe là phần chuông nè, bố nè, bố sắt lò xo nồi sau nha. Đó, đi combo vừa tiết kiệm vừa mạnh nha anh em. Đó, phun cái bình này em bảo hành lâu dài ha. Đó, anh em mà muốn làm nồi chơi Tết, chạy tour phượt thì ghé liền nha. Tại vì anh em hiện tại rất đông xe ha, phun có bình bộ nồi, có nhận làm nồi làm máy cho anh em luôn. Rồi, cảm ơn anh em suốt ha, rất nhiều nha. Rồi, cảm ơn anh trai.